Hello, xin chào quý chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy An Thành Phát Tân Uyên nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ báo cái dòng sĩ số rồi kèm theo video cho anh chị và các bạn ha. Video tuần này cháy hàng liên tục mọi người, còn là những hàng hot. Rồi thì đồng hành giới thiệu mình trong hôm nay thì có em Lệ sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và các bạn ha. Mời Lệ. Cảm ơn mọi người, mình là Lệ, nhân viên tư vấn cửa hàng xe máy An Thành Phát. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Thì hôm nay mình sẽ báo giá một số dòng xe số mà hiện nay mình thấy là mọi người đang chú ý rất là nhiều, ví dụ là xe Future ạ. Hiện tại cửa hàng mình đang bán giá là từ 30 triệu đối với phiên bản bánh căm và hỗ trợ không cần trả trước đối với phiên bản bánh căm ạ. Còn phiên bản bánh mâm như thế này thì hiện tại cửa hàng đang bán giá là từ 32 triệu. 32 triệu là bánh mâm thắng đĩa luôn á hả? Dạ vâng, bánh mâm đây ạ, bánh mâm thắng đĩa ạ. Còn ví dụ như là màu đặc biệt như là màu xanh hoặc màu đen này thì giá cao hơn 1 triệu ạ. Là 33, hỗ trợ trả trước từ 3 đến 4 triệu là có thể mua góp nhận xe ngay ạ. Rồi ok. Quay Thái đi không? Anh thấy có quay Thái này. Quay Thái này thì hiện tại rất là hiếm cửa hàng có, nhưng mà cửa hàng em vẫn có ạ. Hiện tại quay Thái này cửa hàng em đang bán giá là từ 69 triệu ạ. Hỗ trợ trả trước từ 25 triệu là có thể mua góp nhận xe ngay. Rồi ok. Đó. Dành nút đi không? Giá nốt hiện tại giá nhiêu? Giá nốt hiện tại cửa hàng em đang bán giá là từ 29 triệu. À, 29 triệu có đủ các phiên bản chưa? Có cả phiên bản limited đấy ạ. Hiện rồi, tại okay. Hỗ trợ trả trước từ 2 đến 3 triệu là có thể mua góp nhận xe ngay. Rồi. Và Vario anh thấy rất là nhiều màu luôn. Dạ Vario vâng. Thì Vario 125 là nhiêu em? Vario 125 hiện tại cửa hàng em đang bán giá là từ 39 triệu. Hỗ trợ không cần trả trước, có thể mua góp nhận xe ngay. Còn 150 thì ví dụ như màu độ này thì cộng giúp em thêm 1 đến 2 triệu tùy màu sơn. Màu độ thì trả trước giúp em tầm 2 đến 3 triệu ạ. Còn 150 thì hiện tại đang giá là 49 triệu. Hỗ trợ trả trước từ 5 triệu có thể mua góp nhận xe ngay ạ. Thủ tục mua góp rất là đơn giản, chỉ cần mang chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân đối với khách hàng từ đủ 18 tuổi là có thể lên hồ sơ mua góp rồi ạ. Cửa hàng em có nhận độ màu theo yêu cầu nữa nên là mọi người thích màu nào thì cứ nhắn tin. Em sẽ gửi hình trực tiếp cho mọi người nha. Rồi, thì đó, mình báo nhanh như thế ha. Tại vì mấy cái màu này nói chung là rất đẹp, nhưng mà bây giờ chật quá thì thua mọi người. Em thì không thể nào mà quay chi tiết hết được. Còn nếu mà để nói chi tiết, đánh giá chi tiết từng phiên bản á, thì mọi người chịu khó mọi người kết bạn qua Zalo á. Ở đây là trùm độ màu luôn á. Muốn màu gì cũng có cả. Nên các bạn mình cứ yên tâm ha. Rồi, chắc là mình sẽ báo giá lướt sơ cho anh chị và các bạn tham khảo thôi. Mọi người xem thì nhớ like, chia sẻ, ủng hộ Lệ bằng cách là kết bạn qua Zalo. Còn nếu mà tư vấn xe thì cứ nhắn qua đó nha mọi người. Mua con gì, những cái dòng xe mà ngoài cái video này đều nhắn qua Zalo hết nha mọi người. Rồi ok, chào mọi người ha. Chào mọi người ạ.